Thân ái xin chào các bạn, xin chào tất cả anh em. Hôm nay Quý viện Sài Gòn Audio giới thiệu với các anh em chúng ta một đôi loa JBL, một đôi loa tương đối khủng đến từ đất nước cờ hoa. Vâng, đó là đôi loa JBL với model của nó là 250 TI. Đôi loa này cũng khá là hiếm và khá là to các bạn ạ. Nhà nào mà lớn lớn thì trưng cặp này thì quá tuyệt vời, vừa trưng hay bày đẹp. Đôi loa có hình tháp nhìn nó rất gấu luôn. Đôi này thì cái ngoại hình của nó là sơn bóng piano màu đen. Các bạn nhìn thấy đôi loa hình tháp này. Vâng, đôi loa này có chiều cao của nó cũng khá là cao, 134 cm, và chiều rộng của nó mình tính với chiều đáy bạn nhé là 57 và chiều sâu là 36. Đôi loa này khá là nặng, đôi loa này khoảng là 60 mấy 70 kg một ký đấy, rất nặng. Và cấu hình gồm có là 4 đường tiếng, 1 bát 30, 1 bát 30 cũ Aneco này. Các bạn nhìn thấy cái bát là các bạn thấy ghiền, bát rất đẹp luôn. Bát giấy, viền mút, 1 mít bát, viền vải, cũng bằng giấy. Và một, đây là cũng là cái mít tầm cao, titanium. Và một cái chép này là chép rất đặc biệt. Đời loa 250 TI này mình nói với các bạn là có cũng có 2-3 đời. Đời cái chép này là đời cao nhất, đời chép vàng này là cao nhất, trùng với chép của JBL Liverpool, JBL Gold nha. Vâng. Cho nên đôi JBL Gold thì Century Gold thì cũng đã đắt rồi, đã cao rồi. Cũng tương đương bằng cái đôi này đấy. Bây giờ các bạn xem phía sau, đôi này có cái tem mạ vàng luôn. Đôi này phải nói là đôi loa rất hiếm, JBL 250 TI, số seri liền kề luôn đó các bạn. Con này là 10605 L này. Bên kia là 10608 vậy, mình nhớ vậy. Và đây cả chạm loa của nó, chạm loa của nó, chơi pin quay là rất ok. Đôi loa được sản xuất như mình vừa nói thì sản xuất tại đất nước Mỹ nha các bạn. Vâng, đôi loa này phải nói là nó rất gấu, nhìn bóng vào trong cái thùng loa luôn. Các bạn nhìn thấy à, nó so mặt được, bóng piano mà rất bóng. Rồi các bạn xem tiếp chiếc loa phía bên phải màn hình, phía bên phải vải màn hình, loa to quá, xây dịch rất gì là vất vả khó khăn. Các bạn có nhu cầu mình gửi cả cụ loa gửi phía trong cho các bạn xem luôn. Trên này đây, cái chép này mình vừa nói đấy là một cái chép rất đặc biệt, chép này chép rất đặc biệt nha. Toàn bộ cấu hình của loa này, cũ loa, model của loa đều ăn theo loa đúng model các bạn nhé. Các bạn có nhu cầu mình sẽ gửi cụ thể qua Zalo cho các bạn xem đấy. Rất cặn kẽ, rất cụ thể nha các bạn. Mấy cái bây giờ này, mấy cái trứng dán là trứng gì đặt đây đây rồi hết luôn, mình cãi là hết xong thôi. Vâng, đôi loa rất đẹp, giá ra đi của nó cũng khá là cao. So với những đôi loa khác thì đôi loa này thì giá ra đi của nó là 60 triệu đồng. Mình đang ghép với một chiếc âm đi Luckman, chiếc âm đi Luckman L80V. Luckman hoặc đình ông thì hoặc là mã răng mà chơi với những đôi loa JB thì rất hợp. Và chơi với đôi loa này thì các bạn hoặc là chơi những cái bao Acouphase thì rất tuyệt vời nha. Hôm nay mình có con Lee Luckman, con 309V thì mình bán rồi. Con 309V thì đánh hay hơn con 80V này. Con 309X chứ mình đánh hay hơn. Nhưng mà con 309X mới bán lúc sáng rồi. Và chỉ còn con Luckman 80V. Con Luckman 80V này thì 21.500.000 đồng. Và đôi loa này 60 triệu đồng các bạn nhé. Và bây giờ xin mời các bạn nghe một ca khúc để đánh giá được chất âm của đôi loa này. Nó cụ thể hơn là của những cái dòng Luckman ghép với JB như thế nào nha. Xin mời các bạn. Các bạn, cái Luckman này có những cái tầm cao, tầm thấp này, lâu nét này.
mình để tâm lên tầm cao này, tầm bắt vặt, tầm bắt trung bình, ba nấc luôn nha. Chưa hết cái chiều cao của cái loa.
Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn những clip lần sau.